Xin chào tất cả các bạn nha, mới về chiếc móc khóa mới. Đây là móc khóa hình cá sấu. Các bạn có thể mở nó lên và chơi cái trò bấm bấm răng của nó được. Nó sẽ cạp thật luôn đó nha các bạn. Rồi, một em móc khóa hình gấu rất chi là xinh xắn. Thả nhau ra nè bạn ơi. Đó. Ok, móc khóa dài luôn. Rất chi là đẹp, 30 ngàn một em nha các bạn. Còn em móc khóa này là em móc khóa thần tài, mèo thần tài. Lung linh luôn. Móc khóa mà có thể bỏ tiền vô được dấu dâu. Này, bỏ tiền lẻ các thứ vào được nha. 25 ngàn thôi các bạn. Rồi, móc khóa đẹp tiếp theo. Đi hành ra hay cái gì đây? Em này màu hồng, à, em thỏ. Cái này cũng 30 ngàn luôn các bạn. Em hai chân lục là lục lẳng. Có rất nhiều màu. Một khóa nhà mình bán đất thì là chạy nha, em này có 15 ngàn nè. Đây, em này em gấu dâu vẫn chưa hết hot. Những cái đồ đạc mà liên quan đến gấu dâu vẫn bán rất chỉ là hot. Rất chỉ là chạy hàng luôn. Gấu dâu mà còn bánh kem nữa chứ. Xem còn gì nữa không ạ. Đây, em gấu nhưng mà màu khác, màu nâu nâu. Em gấu màu hồng, 30 ngàn một em nha các bạn. Mới về sáng nay luôn á. Chắc hết rồi đó. Cho những bạn nào không ấy thích màu đen, có màu đen luôn. Những ai mà muốn làm ăn thì thần tài, mèo thần tài. Em này thì vừa làm móc khóa vừa chơi được luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem nha.